Chào mừng bà con đã đến với bản tin giá thủy sản hôm nay. Chúc bà con một ngày mới tốt lành. Giá tôm thẻ kiểm kháng sinh tại khu vực Bến Tre như sau. Tôm thẻ size 20 con lớn đang có giá 205.000 đồng 1 kg. Size 25 con lớn giá 168.000 đồng. Size 25 con nhỏ giá 162.000 đồng. Size 30 con lớn giá 141.000 đồng 1 kg. Size 35 con lớn có giá 125.000 đồng. Tôm thẻ size 40 con lớn đang có giá 14.000 đồng 1 kg. Về chi tiết giá cá, giá ếch, giá tôm thẻ, giá tôm xuống hôm nay mời quý bà con tiếp tục theo dõi liên kết tại phần bình luận của bản tin nhé cảm ơn quý bà con đã theo dõi bản tin giá thủy sản hôm nay nếu thấy nội dung hữu ích xin vui lòng nhấn subscribe kênh để không bỏ lỡ bản tin mới nhất nhé chúc bà con một ngày mới tràn đầy năng lượng cho một vụ mùa bội thu